Trong đêm nay, không khí lạnh sẽ di chuyển nhanh xuống phía Nam và ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ở phía Bắc. Mây chuyển nhiều trở lại và nhiệt độ thấp nhất về đêm tại đây giảm xuống chỉ còn phổ biến là từ 13 đến 15 độ. Các tỉnh vùng núi giảm mạnh xuống chỉ còn là từ 10 đến 12 độ. Ban ngày do nằm sâu trong vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh nên nhiệt độ trưa chiều mai tại miền Bắc cũng chỉ dao động ở mức là từ 15 đến 18 độ. Riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ trong ngày chỉ từ 12 đến 14 độ, trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại. Gió đông bắc hoạt động mạnh và địa hình đón gió ở các tỉnh miền Trung kết hợp thêm với các nhiễu động gió đông nên suốt dọc các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa sẽ xảy ra mưa vừa mưa to diện rộng. Cục bộ ở một vài nơi thì còn có mưa rất to. Gió đông bắc khô vẫn bao trùm lên toàn các tỉnh Tây Nguyên, duy trì trạng thái là thời tiết ít mưa và có nắng nhiều trong ngày, với nhiệt độ cao nhất ban ngày tại đây phổ biến là từ 28 đến 30 độ. Còn ở trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên quần đảo Hoàng Sa trời nhiều mây, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, gây biển động rất mạnh. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và rông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió cường độ cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây từ chiều mai có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, gây biển động.